Qua tiếp ví dụ số 4 là cái bài toán về hình lăng trụ các em nhé. Đề bài cho hình lăng trụ ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có đáy là tam giác vuông cân tại A, BC bằng căn 2. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là 60 độ. A phẩy A bằng A phẩy B bằng A phẩy C. Tính khoảng cách giữa cái đường thẳng A phẩy E và AF. EF theo thứ tự là trung điểm của BB phẩy và CC phẩy. Em đọc cái đề em xem kỹ nhé. Đây không phải là hình lăng trụ đứng, thì các em phải cố gắng phân tích để tìm cái chiều cao của cái hình lăng trụ nó nằm ở đâu, thì cái đó các em mới vẽ hình là tốt được. Nhưng trước tiên chúng ta hãy vẽ cái đáy ra trước ha. Đề bài cho đáy là tam giác vuông cân tại E. Tam giác vuông cân tại E. Cạnh BC bằng căn 2 thì chúng ta sẽ nhanh chóng tính được cái cạnh AB và AC là 1, 1 ha. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải xác định được cái chân đường cao của hình chóp này nó nằm ở đâu các em ạ. Cái này nó nằm trong cái dạng toán về, xin lỗi, xác định cái chân đường cao của hình lăng trụ thì nó nhầm. Nó nằm trong cái dạng toán là cái dạng toán, cái khối chóp chưa có xác định chân đường cao. Rồi các em có thể xem lại cái bài giảng đó. Ở đây thì thầy nhắc nhanh cho em thế này nè. Do cái điểm A phẩy nó cách đều điểm A, điểm B và điểm C, thì lúc đó là hình chiếu của điểm A phẩy trên cái mặt phẳng ABC, trên cái mặt phẳng ABC đó, nó sẽ trùng với cái tâm của đường tròn ngoại tiếp cái tam giác ABC. Đây, tức là chỗ này em có là do cái A phẩy, đây là anh kẻ A phẩy H vuông góc với cái mặt phẳng ABC, thì do cái A phẩy B bằng A phẩy A bằng A phẩy C, do cái điểm A phẩy nó cách đều điểm B, điểm A và điểm C, nên từ đây các em sẽ suy ra được điểm H nó là tâm của cái đường tròn, tâm của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đó. Cái này các em có thể xem lại bên cái phần hình chóp ha. Do điểm A phẩy nó cách đều điểm A, điểm B và điểm C nên hình chiếu của nó trên cái mặt phẳng ABC là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mà thêm vào đó là cái tam giác ABC, tam giác ABC vuông và cân luôn tại A, thì từ đây em sẽ suy ra được điểm H là trung điểm của BC, được không? Suy ra H là trung điểm của BC thì em phải xác định được cái chân đường cao của hình chóp nằm ở đâu, thì cái đó chúng ta mới tính được cái chúng ta mới vẽ được cái hình cho nó tốt ha. Chân đường cao của hình lăng trụ thì cái nó nhầm hình chóp, tại vì chúng ta làm bài tập trên hình chóp nhiều quá nên thành ra là cứ gặp hình lăng trụ cái thầy lại quên, thầy nói qua cái hình chóp. Giờ tới đây các em vẽ hình đường rồi đúng không? Xác định được cái chân đường cao của hình lăng trụ trước đã ha. Cái tam giác này nó vuông và cân tại A. Chúng ta cứ vẽ tam giác bình thường thôi. Các em cứ vẽ tam giác bình thường. Này, A, B, C. Rồi, điểm H là trung điểm của BC. Hình chiếu của điểm A phẩy trên cái mặt phẳng ABC là điểm H. Vậy thì từ điểm H này chúng ta dựng một cái đường thẳng đứng lên thế này. Thì cái điểm này chính là điểm A phẩy. Đây chính là điểm A phẩy. Đó. Sau đây thì em có thể muốn vẽ cái hình lăng trụ ra thì em vẽ để hình dung cũng được, chứ thật ra thầy không cần phải vẽ ra. Ở đây thầy giải được bài rồi. Rồi. Cạnh A phẩy C phẩy thì nó sẽ song song với cạnh AC, chúng ta vẽ ở đây. Đây. Đây là điểm C phẩy. Rồi.
Điểm P phẩy thì chúng ta sẽ vẽ ở đây. Tương đối thôi. Thôi, cái anh thầy cũng không muốn dùng tới cái hình biểu diễn này luôn được. Cái này nó hơi bị nghiêng kỹ thôi, chấp nhận vậy đi ha. Dạ, vẽ cho các em dễ hình dung thôi. Không cần dùng cái hình này đâu. Thì dùng phương pháp tọa độ hóa thì cái quan trọng là cái đáy đó thôi, cái đáy. Chứ chúng ta không cần quan trọng cái hình này lắm. Tới đây thì đề bài cho điểm E là trung điểm của BC phẩy, điểm E là trung điểm của BC phẩy. Điểm F là trung điểm của CC phẩy, điểm F của CC phẩy đây. Và tính theo cái tính khoảng cách giữa A phẩy E, A phẩy E và AF. Em được hay sao? Trong cái phần này thầy chủ yếu hướng các em đến cái phương pháp tọa độ hóa thôi. Có những bài thật sự chúng ta phải tọa độ hóa đó, tùy cái người ra đề. Người ra đề mà thật sự mà muốn mà tọa độ hóa rồi thì lúc đó cái việc dựng khoảng cách rất là khó các em ạ. Quan trọng là bây giờ tọa độ hóa làm sao cho nó tốt, cho nó nhanh. Thì cứ nhớ cái nguyên tắc là cái góc tọa độ là chúng ta sẽ ưu tiên góc vuông của đáy chứ chúng ta không có ưu tiên cái chân đường cao. Như bài này em nào lấy cái góc tọa độ ngay điểm H thì là sai lầm rồi. Khi em lấy tọa độ ngay điểm H thì lúc đó là tự em làm khó cho em. Em tính tọa độ nó rất là khó. Khi đó sẽ dẫn đến cái việc là các em sẽ thấy rằng phương pháp tọa độ hóa nó chậm. Thật ra là chúng ta chọn ngay cái điểm A. Bài toán này chọn điểm H cũng được, tại đánh giá được vuông cân thì chỗ này nó cũng ra góc vuông rồi. Chứ còn cái bài toán này nếu mà người ta cho cái tam giác mà không phải là tam giác vuông cân á, mà em nào chọn cái góc tọa độ là điểm H á, thì tính tọa độ sẽ lâu lắm. Thì trong trường hợp này thì những bài giảng trước thầy đã nói kỹ rồi. Nên đây thầy trình bày nhanh cho các em. XP. Chọn điểm E là góc tọa độ ha. Trục AC là trục OX. Trục AB là trục OY. Thì trục OZ thì các em chỉ cần vẽ cái đường ô trục OZ này song song với cái chiều cao của chớp, song song với A phẩy H là được. Rồi. Và lúc này các em sẽ tính được cái điểm A tọa độ là 0, 0, 0. Điểm B sẽ là điểm B sẽ tọa độ là như đây là 1, 0, 0. Và điểm H là trung điểm của BC. Điểm C sẽ tọa độ là điểm B nằm trục OY ha, 0, 1, 0. Điểm C nằm trục biết là 1, 0, 0. Điểm H là trung điểm của BC nên sẽ là 1/2, 0. Rồi, bây giờ cái chúng ta đang cần tìm đó là tọa độ của điểm A phẩy như nè. Bây giờ điểm A phẩy tìm như thế nào? Điểm A phẩy thì lúc này chúng ta sẽ tính cái tọa độ của nó là 1/2. Hoành độ và tung độ của điểm A phẩy chính là hoành độ và tung độ của điểm H. Nó sẽ là 1/2, chỗ này sẽ là 1/2. Và chúng ta phải tính cái độ cao A phẩy H ra. Đề bài cho góc giữa cạnh bên và mặt đáy là bằng 60 độ do tất cả các cạnh bên của hình lăng trụ song song với nhau. Nên là mỗi cạnh đều tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. Lúc này thầy sẽ chọn cái góc tạo bởi mặt cái đường thẳng A phẩy với mặt thẳng ABC. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, trong trường hợp đường thẳng không vuông góc với mặt phẳng nha, thì sẽ là góc giữa đường thẳng đó với hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Bước 1 chúng ta tìm giao điểm là điểm E, và bước 2 chúng ta đi tìm cái hình chiếu của điểm A phẩy xuống đây là điểm H. Rồi, thì cái góc A phẩy E với mặt phẳng ABC chính là góc A phẩy AH. Góc này đề bài cho bằng 60 độ. Và cạnh AH thì nó sẽ bằng bao nhiêu các em ạ? AH là đường trung tuyến trong cái tam giác đều, ở trên loại trong tam giác vuông, xuất phát từ cái đỉnh ấy, thì nó sẽ bằng 1/2 cạnh huyền. Hay là do điểm H đó chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp các em ạ. Điểm H chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp. AH bằng 1/2 là cái đường kính BC. Rồi, thì chỗ này em sẽ có AH là bằng bao nhiêu? AH là bằng căn 2 chia 2. Thế thì từ đây em sẽ tính được, dễ dàng em sẽ tính được cái anh A'H không? Tìm tan lấy đối chia cho kề. Vậy thì cái cạnh đối sẽ bằng cạnh kề nhân với tan. Thì ghi tầm chậm cho các em thấy rõ. Là tan của 60 độ thì nó sẽ bằng là A'H chia cho là AH.
Từ đây chúng ta sẽ có A'H bằng AH nhân cho tan của 60 độ. AH là bằng căn 2 chia 2 nhé. Vậy nó sẽ bằng là căn 6 chia 2. Vậy tọa độ của này là căn 6 chia 2. Xong rồi. Rồi. Nhưng mà làm sao để chúng ta tìm ra được cái tọa độ của điểm F và tìm ra được tọa độ của điểm E đây? Đấy. Bây giờ hình lăn trụ rồi nó hơi khó tí xíu phải không? Làm sao để tìm được cái điểm F và điểm E? Dừng lại khoảng 30 giây suy nghĩ trước khi từ có cái gợi ý từ thầy. À, thì giờ tọa độ hóa bắt đầu cái gặp khó khăn này. Ở mấy bài kia làm được rồi. Giờ tới đây điểm F, điểm E nằm trung điểm này. Làm sao để tính được? Đúng không? Chúng ta sẽ không tính trực tiếp nó đâu. Chúng ta coi cho nó tạo ra như thế nào. Điểm E là trung điểm của B'. Thì chúng ta sẽ đi tìm tọa độ của điểm B'. Sau đó lấy điểm B' cộng điểm B chia 2 thì sẽ ra cái tọa độ của điểm E. Gì? Giờ chúng ta đi tìm tọa độ điểm B'. Nhưng mà tọa độ điểm B' tìm như thế nào? Hình chiếu của điểm B' xuống đây đâu có đâu. Không lẽ bây giờ mình đi kẻ hình chiếu ra? Không phải. Chúng ta quan sát cái hình bình hành A'B'BE. A'B'BE. Thì điểm A' có, điểm A có, điểm B có. Là có hình bình hành mà có 3 điểm thì chúng ta sẽ tìm được cái điểm còn lại. Là các em sẽ làm từ từ thì em sẽ có cái vector A'B' nó sẽ bằng với cái vector AB. Và từ đây em sẽ tìm được tọa độ của điểm A', được không? À, chúng ta sẽ có được là từ đây các em sẽ có được cái XB' sẽ bằng là XA' cộng XA trừ XB. Cộng XB trừ XA. Thôi. Thì ghi ra sau đó chúng ta ghi nhớ công thức này thì YB' bằng là YA' cộng YB trừ YA. ZB' nó bằng là ZA' cộng ZB trừ ZA. Rồi. Thì thật ra là các em nhớ như thế này cho thầy cho nó nhanh nè. Hình bình hành A', B', BE thì cái hình bình hành mà khi biết tọa độ của ba cái đỉnh mà muốn tìm cái đỉnh còn lại đó thì cái cách các em nhớ nhanh là các em sẽ lấy cái đường chéo cộng đường chéo này trừ đi cái đỉnh kia sẽ ra cái đỉnh còn lại. Nhớ được không? Tức là thầy hay tất nhiên là đây là đang nói cái mẹo để nhớ chứ không phải là cái bản chất. Cái bản chất là từ đây này, bản chất là từ cái vector này sau đó mình do cái quá trình mình làm nhiều quá mình thuộc nhanh luôn. Là cái điểm B' sẽ bằng điểm A' cộng điểm B trừ đi điểm E. Tức là chúng ta lấy cái đường chéo A'B chúng ta trừ đi cho cái đỉnh sẽ ra cái đỉnh còn lại, được chưa? Đó là cái cách mà chúng ta đi tìm ra cái đỉnh còn lại của hình bình hành đó. Rồi, thực chất là nó từ đây ra nha. Xong rồi. Bây giờ tìm điểm B' như là phân tích thì để tìm điểm B' lấy tọa độ của điểm A' cộng với tọa độ của điểm B, sau đó chúng ta trừ đi tọa độ của điểm E. Rồi, A' đâu? Đây, điểm B đây. Cộng này lại trừ đi điểm E. Ôi, đi khỏi trừ luôn. Giờ để điểm B' nó sẽ có tọa độ là điểm E là 0,0 rồi. Điểm lấy chỉ cần lấy điểm B' cộng với điểm điểm B cộng với điểm A' là xong. Vậy nó sẽ là 1/2, 3/2. 1/2, 3/2, căn 6/2. Xong điểm B'. Rồi, bây giờ tới điểm C' thì tìm như thế nào? Điểm C' thì lấy điểm A' cộng điểm C trừ điểm E. Điểm A là 0,0 rồi. Giờ lấy điểm A' cộng điểm C là xong điểm C'. Tức là lấy điểm A' cộng với điểm C. A' cộng C là 3/2, 1/2. 3/2, 1/2, căn 6/2. Xong. Rồi, coi gì nữa đâu. Tới đây thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái tọa độ của điểm E và điểm F. Điểm E là trung điểm của B'B' cộng là chia 2 nhé. Thì chỗ này 0 cộng với 1/2, chia 2 là 1/4. Điểm hoành là trung độ là 3/2 cộng với 1 là 5/2, chia 2 là 5/4. Và chỗ này là căn 6/4. Điểm F thì lấy điểm C cộng điểm C'. Điểm C cộng điểm C' là chỗ này sẽ ra là 5/4. Rồi chỗ này sẽ ra là 1/4. Căn 6/4. Rồi. Như đã thống nhất với nhau từ cái ví dụ số 4 này, thầy sẽ không tính
chi tiết ra cho các em cái khoảng cách nữa các em nhé. Chủ yếu là các em nắm được cái phương pháp để tính ra, tìm ra tọa độ làm sao cho nó nhanh, cho nó chính xác là được. Còn cái việc tính này tới đây gấp cùng công thức, những cái bài trước đó thầy đã tính cùng với các em rồi, nên tới đây các em hãy tự tính, các em hãy tự tính ra kết quả cuối cùng nhé, để rèn luyện cái kỹ năng tính toán của các em luôn ha. Là khoảng cách giữa đường thẳng A phẩy E với AF, các em vui lòng tính ra cho thầy cái kết quả và để cho thầy, xin cái kết quả này trong cái phần bình luận nha. Chúng ta sẽ dừng lại cái ví dụ về hình lăng trụ, và nếu có bất cứ câu hỏi nào thì cứ để lại bình luận, thầy sẽ giải đáp kỹ hơn nữa cho các em.